Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút tiền từ cái app 100 men cashback về cái ví VNEC. Thì đối với những bạn nào chưa biết hoặc là chúng ta chưa có cái tài khoản 100 men cashback thì các bạn có thể đăng ký dưới cái đường link mình để dưới phần mô tả của video. Bạn nào chưa biết 100 men cashback là gì và chưa biết cách để đăng ký thì các bạn có thể vào cái video hướng dẫn mình để dưới phần mô tả. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút tiền về. Đầu tiên thì các bạn sẽ kích vào cái phần tài khoản ở phần phía dưới cho mình. Ở phần này thì nó sẽ hiển thị cho các bạn các cái số dư, các cái đồng token ở trong cái app 100 men cashback này. Thì hiện tại 100 men cashback nó hỗ trợ cho các bạn 5 cái loại đồng coin chính. Đầu tiên đó là đồng stablecoin VNDC. Thứ hai đó là đồng Ethereum, ETH. Thứ ba đó là đồng 100 men, cái đồng coin sàn của cái dự án này. Và tiếp theo là cái đồng USDT. Cuối cùng là đồng Bitcoin. Thì bây giờ chúng ta sẽ để rút được thì các bạn sẽ lướt vào cái phần tài khoản. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần đó là chi tiết ví. Ở phần này thì các bạn sẽ lướt xuống cho mình có cái phần đó là nạp men này, hoặc là cái phần rút men, rút tài sản này. Thì bây giờ để nạp ấy thì các bạn sẽ vào cái phần nạp men. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn cái số men muốn nạp. Ví dụ nhá, mình đang có ở đây mình đang có cái số dư đó là 501 men. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nạp trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút ra. Ok, đầu tiên là nạp 100 men. Thì 100 men ở trên cái app này có tính năng gì? Thì một là các bạn sẽ sử dụng đồng men này để chúng ta quay thưởng ở trong các cái sự kiện. Thứ hai là các bạn sẽ làm cái phí giao dịch khi mà các bạn rút tiền về. Đó, chúng ta rút tiền về thì các bạn sẽ bị mất một cái khoản phí, và cái số phí này thì nó sẽ tính cho chúng ta bằng cái đồng token men này. Thì có hai cách để nạp cái đồng men token. Đầu tiên đó, chúng ta sẽ nạp qua ví VNDC. Thứ hai là các bạn sẽ nạp qua ví điện tử. Tuy nhiên thì mình thấy hiện tại thì cái bên nạp qua ví điện tử này thì nó vẫn chưa hỗ trợ nhá, nên là các bạn chỉ có thể nạp được qua ví VNDC. Thì đây các bạn có thể nhập cái số lượng men muốn nạp, ví dụ như mình muốn nạp 300 men chẳng hạn thì mình sẽ nhập con số là 300 vào. Rồi sau đó nó sẽ có tương đương, ví dụ ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ nạp tổng cái số men, ví dụ 300 men thì sẽ tương đương là 212.000. Tuy nhiên là cái số VNDC mà mình đang có ở trong app 100 men này ấy, thì chỉ có 175.000 thôi. Đó, nên là mình không nạp được, không nạp đủ, không có đủ điều kiện. Đấy, thì với 200 men thì mình sẽ đủ nhá. Đó, còn nếu bạn nào muốn nạp VNDC vào thì chúng ta sẽ kích vào phần nạp VNDC này. Rồi, thì giao dịch tối thiểu là các bạn sẽ nạp được 200.000 đồng trên một lượt, và nạp tối đa là 250 triệu, phí giao dịch 0 đồng. Thông tin chuyển khoản thì các bạn có thể là chuyển khoản từ ngân hàng Vietcombank của chúng ta. Đó, các bạn ví dụ nhé, mình sẽ thử nạp vào 200 VNDC. Đấy, thì nạp VNDC vào để các bạn có thể mua được cái đồng 100 men. Rồi, thì sau khi mà các bạn nạp vào thì các bạn sẽ chuyển khoản theo cái hình thức ở đây. Đầu tiên là cái chủ tài khoản này, rồi là số tài khoản này, số lượng mình. Thì đây không biết là do máy mình bị lag hay là do cái phần này nó ẩn như thế này. Tuy nhiên mình sẽ thử copy ra, sau đó mình sẽ thử dán vào bất kỳ nhá. Thì với cái tính năng nạp này thì nó hiện tại là nó đang bảo trì các bạn ạ, đang tạm dừng. Ok, nên là hiện tại nếu mà nạp ấy thì các bạn cũng sẽ chuyển khoản vào như vậy thôi. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại nó đang bảo trì nên là thôi, mình sẽ ra hướng dẫn cho các bạn rút luôn. Thì phần này thì đây đó là cái phần nạp tài sản này. Tiếp theo là phần rút tài sản thì các bạn sẽ kích vào. Thì đây các bạn sẽ chọn cái đồng token, cái loại token mà các bạn muốn rút. Ví dụ như mình muốn rút VNDC thì mình sẽ rút vào để xem là cái min rút của chúng ta sẽ là bao nhiêu. Thì mình sẽ nhập đầu tiên phần thông tin tài khoản, thì mình sẽ nhập số điện thoại, email hoặc là email ở trên VNDC. Đó, thì đây mình sẽ nhập cái email VNDC của mình vào. Rồi sàn giao dịch thì đây nó mặc định luôn là VNDC. Rồi số lượng muốn rút là 175.000, thì mình sẽ thử rút 100.000 xem thử là nó có cho không nhé. Ok, thì mình cũng nghĩ là cái min của nó sẽ từ khoảng 100 cho tới 200.000 thôi. Phí rút của các bạn sẽ tốn là 0.42 cái đồng men token này. Đó, thì nói chung là phí rút không ăn thua, phí rút cũng rất là ít. Ok, như vậy nó hiện lên là bạn đã rút thành công 100.000 VNDC. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái tài khoản VNDC xem thử được cộng chưa nhé. Đấy, thì cái phần này thì các bạn sẽ đợi cho mình tầm khoảng 5 phút thì mình sẽ quay vào cái phần đó là quay lại màn hình chính.
Ok, thì đây mình sẽ vào cái phần thông báo ở phía trên này. Thì các bạn sẽ thấy cái lệnh rút tài sản của mình đang chờ được xử lý. Đấy, thì cái min rút của con này mình nghĩ là 100.000. Đấy, lát nữa dư khi mà rút xong 100.000 thì mình sẽ rút test thử 50.000 xem thử là cái min rút của nó là bao nhiêu. Xem thử 50.000 chúng ta có rút được không nhá. Ok, trong lúc đợi thì mình sẽ thử rút tiếp 75.000 xem là được không nhá. Rồi, nhấn vào nút tài sản vẫn thành công. Ok, không biết là con này hôm nay nó min rút là bao nhiêu, mình thử rút hai lượt là 100.000 và 75.000 thì đều được. Thì có lẽ là cái min rút của nó hạ xuống là 50.000 rồi. Lúc trước thì mình rút 50.000 thì nó báo không thành công. Đấy, tuy nhiên hôm nay thì rút nó lại báo đang chờ xử lý và mình sẽ đợi thử xem là nó có về không. Ok, và sau tầm khoảng vài phút thì nó đã vào cái ví VNDC của mình, thì nó sẽ thông báo cho các bạn ở đây là rút tài sản thành công. Đấy, thì nói chung min rút của con này thì nó mình nghĩ như thế này thì nó cũng khá thấp. Anh em có thể tham gia các cái sự kiện này, quay thưởng này, điểm danh hoặc là mời bạn bè ở trên cái app 100 men để các bạn có thể nhận được quà. Đó, ở đây thì nó sẽ ghi vào cái hệ thống này, bạn vừa nhận được 75.000 từ 100 men này, nhận được 100.000 từ 100 men này. Đó. Và nó sẽ cộng thẳng vào cái tài khoản VNDC của chúng ta, và từ VNDC thì các bạn có thể rút ra về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta một cách rất là đơn giản. Đấy, thì nếu bạn nào chưa biết cách bán VNDC thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả để chúng ta biết thêm chi tiết. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.